Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Đình Lâm nhá. Rồi thì hôm nay tiếp tục quay trở lại với con bình bóp anh em. Hôm nay mình lại tiếp tục cầm 115k vào chơi công thức xích bo tiếp tục cho anh em xem nhá. Rồi thì trước khi vào con xích bo thì mình vẫn lật poker trên dưới anh em như hàng ngày. Đấy thì hôm nay thì ngày 27 anh em nhá. Nay ngày 27 anh em. Đấy thì mình sẽ lật ok lên 1.281k. Rồi bây giờ mình sẽ vào xích bo luôn anh em nhá, không lòng vòng nữa. Để xem hôm nay vốn 100k của mình thì mình chốt được con xích bo này bao nhiêu thì mấy anh em đón xem cùng mình nhá. Rồi, bây giờ nó ra con 6 anh em nhá. Anh em phải xem này. Mình không cần phải xem cầu gì cả. Mình thấy ra con 6 là mình sẽ bắt con 2. Thấy con 6 giá bắt 23 anh em ạ. Cứ 2 ra con 6 bắt 23 cho mình nhá. Ra con 6 bắt 23 cho mình đảm bảo ăn tầm 90%. Đấy, còn 10% nữa thì đớp luôn. Ok chưa? Đấy, phát đầu tiên rực rỡ nhá. Rồi thì cái công thức xích bo này thì anh em nào mà tại game thì mình sẽ tặng mỗi người hai combo. Một combo xích bo là cái công thức 3 cửa, một công thức 2 cửa, tặng cho anh em hai công thức luôn. Đấy. Chúng anh em cứ xem ký đá rồi trước khi chơi xem ký đá. Đúng công thức nào anh em chơi công thức đó anh em nhá. Anh em áp dụng chắc chắn 90% ăn nhá. Rồi. Đấy. Ra con 2 anh em cứ bắt con 2 con 4 lại cho mình. Đấy, 2 này nó hay biệt, anh em cứ bắt 2 con 4 cho mình. Đấy, đây là mình chơi, đây là mình đang áp dụng theo cái công thức 2 cửa anh em nhá. Công thức 3 cửa thì nó sẽ dễ hơn nhưng mà ăn thì nó sẽ được ít hơn. Đấy, nhưng mà anh em bền tỷ lệ ăn nó cao hơn. Đó, ví dụ cái cầu công thức này, 2 cầu này nó ăn tầm 90% thì cái công thức 3 cầu nó sẽ ăn tới 95% đó, như thế anh em nhá. Đấy, ăn con 4 tiếp 7 lít nhá. Nãy giờ ăn thông 3 tay không nói nhiều anh em ạ. Đấy, anh em nào mà chưa trải nghiệm con bình bốc này thì link mình đã ghim dưới phần bình luận với là mô tả rồi nhá. Anh em chỉ cần tải về liên kết xong, anh em gửi ID vào cái nhóm Telegram mình ghim ở dưới link tải đấy. Anh em gửi ID vào đó sẽ có người trách tặng anh em code 20k. Và đặc biệt nữa, anh em con này anh em chỉ cần nạp đầu 100k thôi là anh em sẽ nhận được khuyến mãi 58k anh em ạ. Từ trước đến giờ mình chơi chưa bao giờ có con game nào khuyến mãi như thế này. Rồi, hốp. Ôi, 4 tay mất 1 tay anh em nhá. Là tay thứ 5 mới mất anh em nhá. Ăn 4 tay mất 1 tay. Rồi ok, mất phát là mình phải ra vào lại anh em nhá. Đấy, chơi cái này thì anh em chả cần phải xem cầu gì đâu. Cứ ra con, ví dụ ra con 6 thì anh em bắt con 2, con 3. Hoặc là ra con 3 thì bắt con 5, con 4. Hoặc là ra con 5 thì bắt con 3, con 4. Đấy, như thế anh em nhá. Rồi bây giờ ra con 3 này. Ra con 3 anh em biết bắt con gì không? Ra con 3 mình bắt không bao giờ trượt luôn. Anh em tin không? Ra con 3 mình bắt không bao giờ trượt phát này luôn. Đấy, cho anh em xem này. Cầu này ra con 3 mình, bình thường con 3 anh em cứ bắt con 1, con 5, con 4 cho mình. Nếu mà 3 cầu ấy anh em, không bao giờ trượt luôn. Đấy anh em thấy chưa? Mình đảm bảo với anh em con này là mình bắt quá đẳng cấp anh em ạ. Con này là chả có thằng nào dám bắt như thế này đâu. Cầm 13 triệu dám vào liều như thế này đâu anh em ạ. Chả có thằng nào đâu, lên 66 cụ nhá. Đấy, con này anh em nào đầu 100k sẽ được nhận khuyến mãi 58k. Và đặc biệt nữa, mỗi ngày mình vẫn đưa anh em về bờ. Đấy, hôm nay mình đưa anh em rất nhiều anh em về bờ. Hôm nay, buổi sáng hôm nay mình đưa tầm chục người về bờ luôn. Đấy, mất một người 100k, một người 300k, còn lại toàn ăn vốn to hết anh em ạ. Những anh em nào có ông ăn 13 cụ nè, có ông ăn 7 cụ nè, có ông ăn 5 cụ nè. Đấy, có một ông ăn nhiều nhất là vốn 10 cụ, mình lên cho 22 cụ. Đấy, 23 cụ anh em. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt con 4 nhá. Đấy, không có gì thay đổi. Đấy, phát này chắc chắn chắn rồi anh em ạ. Mình sẽ bắt chắn 50 triệu với lại bắt con 4 là 1 triệu 6 nha. Vì con 4 thì thôi luôn. Ú là trời ơi anh em ơi. Cái công thức kiểu gì thế nào mà chuẩn thế này anh em. 107 triệu nhá. Rồi, ăn được phát to thì anh em phải ra vào lại nhá. Không nó soi sấp mặt lờ ra đấy nhá. Ăn phát to anh em nên phải ra vào lại anh em nhá. Anh em mà ở lại là anh em đi kể anh em nhá. Mình không biết đâu nhá. Rồi, bây giờ thì hiện tại đã lên 107 triệu rồi. Bây giờ mình sẽ chơi thêm ít phát nữa xem như thế nào. Đấy, mỗi ngày mình sẽ đưa anh em tầm 5 đến 7 người. Mà lúc sáng mình ăn nhiều quá, mình đưa tầm chắc chục người đấy. Đấy, chục người chắc ăn 8 người anh em ạ, mất 2 người. Đấy, mất 2 người, may 2 người vốn lúa nhỏ anh em ạ. Ô, đi mấy phát này mất lần 70 triệu vãi rồi chưa. Ui, 3 đấm không bằng một đá anh em ạ. 3 đấm không bằng một đá luôn. Ăn được cái con lẻ anh em nhá, nhưng mà mất lại mất hai con kia không sao. Đấy, may ăn là con lẻ anh em ạ. Rồi bây giờ thì còn 130 nữa mình sẽ bắt tiếp tục lẻ nhá. Mình tiếp tục theo lẻ anh em nhá. Đấy, anh em nào mà đang xa bờ xa đảo cần về bờ thì cứ liên hệ qua Zalo cho mình, số Zalo mình luôn luôn để trong mô tả nhá. Ăn tiếp con 1 anh em nhá.
Đấy, cầu này mình bắt chỉ có chuẩn thôi anh em ạ. Nãy giờ mình bắt mới thua đúng một tay. Mới thua đúng một tay hay hai tay nha. Đấy, vì mình áp dụng cái công thức này thì không phải là anh em, những anh em nào mình cho công thức anh em phải xem cầu trước khi chơi, chứ không phải anh em vào với là anh em theo công thức anh em chơi luôn là không có được. Trước khi vào anh em phải xem cầu từ đầu đến cuối nó chạy như thế nào. Bệt thì anh em bỏ, anh em không theo công thức nữa. Đó, ăn tiếp anh em. Bú là trời ơi anh em ơi, ăn thế này thì chỉ có sập game luôn anh em, ăn sập game luôn này, vãi nổi chưa. Để hiểu sao mình đánh như thế này luôn anh em, mà vì cái công thức này mình chuẩn quá mình mới chơi to rồi. Trước anh em thấy không, trước mình mới làm ra viết ra cái công thức, mình không dám chơi to, mình ăn mỗi ngày vài chục thôi. Đấy, từ giờ chuẩn, bữa giờ chuẩn quá mình cứ đánh to anh em, mà đánh to húp to luôn. Đấy, đéo bao giờ chuẩn luôn. Đấy, phát lại bắt con 4 con 5 nữa này. Đấy, vì con này mình đưa anh em về bờ thì mất mình hoàn vốn nhá. Ăn thì anh em ăn miễn phí, mình không lấy phí đâu anh em nhá. Đấy, tiền mình không nhiều nhưng không phải thiếu để lấy những cái số tiền phí của em anh em đó, cho nên anh em cứ yên tâm, mất mình hoàn vốn, còn ăn anh em cứ nhận nhá, mình không lấy phí đâu mà lo, mình giúp anh em không hết nữa. Mỗi ngày mình sẽ giúp 5-7 người về bờ, anh em nào có gì cứ liên hệ qua cho mình. Với lại anh em nào mà tại game thì mình sẽ tặng anh em mỗi người hai bộ công thức xích bo này nhá. Rồi ăn tiếp con 3 này. Đấy, mỗi người mình sẽ tặng hai bộ combo công thức xích bo này. Anh em chơi đảm bảo thoải mái, ăn luôn. Rồi bây giờ vốn 100k lên 314 triệu nhá. Bây giờ mình sẽ dừng clip tại đây. Bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo nhá. Chúc tất cả anh em cuối tuần vui vẻ nhá.